Chào các bạn. Cái cây RP501 nó ra lâu lắm rồi mà thực sự là làm biếng á, giờ mới làm cho các bạn một cái clip để cho các bạn thấy khui thùng nó như thế nào, thử tiếng ra làm sao, kết nối app ra làm sao. Thì trước khi đi vào Hoàng sẽ nói RP102, RP302, RP501 này rất là xứng đáng để cho các bạn mua, tiếng nó rất là lực. Coi vậy chứ 302 như thế đó cũng thấy là ok rồi, nhưng mà cái này lực hơn nữa nha các bạn nha, thích hơn nữa cho các bạn nha. Rồi bây giờ bắt đầu. Chào các bạn, đây là cái RP501 R. R là rhythm hay là có riff á. Riff là gì? Riff là cái tiết điệu. Khi mình mở cái tiết điệu đó lên, nó có cái tiếng trống sẵn để cho mình đàn. Chứ chủ yếu nó là cây piano nha các bạn. 302, 501, cái kích thước và hình dáng bên ngoài ta nói y chang nhau. Rồi, cái app của Roland tên là Piano Partner 2. Đó, rồi bây giờ nè, chiếu gần lại nhìn vô cái bảng điều khiển thì cho các bạn thấy có những cái phiên bản Hoàng nhập từ bên Nhật về thì nó hiện là chữ Nhật luôn đó. Mình mới quay lại đây, mình nhấn ghép đột rồi, bây giờ đã kết nối xong rồi. Bây giờ nó reverb rồi, bây giờ mình sử dụng nha. Reverb là gì? Là cái này đó, chính là cái này đó. Mình mở nó lên nào. Mình qua điệu khác rồi. Đó, qua điệu khác rồi, bossa nova rồi. À, cái app này Hoàng đã nói rất kỹ trong cái clip RP102, thì các bạn vui lòng xem lại cái clip RP102 để hiểu về cái app này nhé. Clip này Hoàng sẽ nói rõ cái điểm cạnh tranh của cái này, của cái đàn 501 này, thì các bạn xem thấy là trong cái họ của nó, cái họ RP nó có RP30 bỏ qua, RP102 hay đáng mua, 302 cũng hay, nhưng mà các bạn nhích lên, các bạn mua cái 501 thì hoàn thấy hợp lý hơn, nó nhích thêm chừng vài triệu nữa thôi là mình đã sở hữu cái cây RP501. Nó có điệu rồi, nó có, nói chung nó hay, thêm chút xíu tiền nhưng mà nó hay và được khui đàn mới nha các bạn nha. Nó có phiên bản tiếng Anh, có phiên bản tiếng Nhật, thì cái tiếng Anh hay tiếng Nhật ở đây các bạn để ý nó, các bạn nhìn nút có vài nút rồi. Hoàng nói thiệt các bạn đừng quan tâm điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình đánh piano mà, mình chỉ cần tiếng piano thôi, mình đâu cần chỉnh nhiều. Mình muốn chỉnh nhiều không? Mở cái app này lên rất là nhanh, rất là dễ. Mình kết nối phát một ở trong này nó hiện lên hết, chỉ chọc 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 là nó ra rồi. Các bạn ha, đừng có quan tâm cái điều đó. Cái điều chính yếu, tiếng đàn có hay hay không? Nhìn đàn nó có chắc chắn đẹp mắt hay không? Và quan trọng nhất là cái hãng Roland nó có một thứ rất là mạnh để cạnh tranh với các hãng khác, đó chính là bàn phím. Đó, nếu các bạn theo dõi những cái clip mà Hoàng nói về Roland thì gần như là Hoàng nói về cái điều này rất nhiều. Bàn phím, cái bàn phím của hãng Roland là rất là chi tiết, hoặc phải nói làm sao ta, nó diễn đạt được cái ý mình muốn. Đó, nó diễn đạt được cái ý mình muốn ha. Rồi thôi, đàn thêm một tí nữa rồi xong ha. Các bạn ơi, Hoàng mở cho các bạn thấy cái tiếng này là
Time EP là cái tiếng piano điện á, mà nó có tremolo. Tremolo là sao? Nó chạy, tiếng nó chạy qua hai bên nha. Oh, đã chưa? Có tiếng nè, tiny này có không? À, nó không có pan ha, không có tremolo. Rồi còn tiếng này, tiếng này cũng hay lắm nè. Tiếng này cũng hay lắm này nha. Cũng chơi vậy. À, tiếng đàn đây. Gì nữa đây? Ôi trời, nó quá trời luôn. Rồi, có nó nhiều nhất là có 40 tiếng. Tiếng là tiếng bass nè, không biết nó nghe này. À, rồi. Đây đây là jazz cat, là giọng nói, là giọng hát đó nha các bạn. À. Nếu mà mình đánh mạnh lên thì cái tiếng nó sẽ khác. À. Nghịch vậy thôi, nghịch vậy thôi, nghịch vậy thôi. Rồi tiếng trống. À, tiếng trống. À, quá chừng. Rồi, quá chừng. Thôi, nói chung là nó có nhiều cái tính năng trong cái cây đàn này. Các bạn có thời gian thì cứ đến bên Hoàng để mà thử những cái cây giống như vậy nha. Rồi, đây là một cây đàn mới, cũng thuộc hàng rất là đáng mua. Các bạn có tiền rủng rỉnh, phạm vi từ 25 đến 30 triệu thì đây chính là cái thứ mà mình có thể cân nhắc. Một thứ nặng ký đó. Thôi nói vậy chứ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Hoàng. Hoàng rất là mong các ý kiến đóng góp của các bạn ở cái phần comment ở bên dưới, để cho Hoàng có thể biết được cái ý kiến của mọi người như thế nào, mong muốn của mọi người như thế nào, để Hoàng tiếp tục, Hoàng sẽ cải thiện để các clip về sau của Hoàng càng ngày nó càng gần gũi và chân thật hơn, để mà giúp cho các bạn hiểu càng ngày càng rõ hơn những cái thứ mà các bạn quan tâm. Đôi khi là Hoàng không biết là các bạn thực sự quan tâm cái gì, bởi vì Hoàng là người trong nghề, có những cái Hoàng quan tâm thì có thể là không phải là các bạn quan tâm. Vì vậy mà rất là mong các ý kiến đóng góp của các bạn. Hoàng sẽ cố gắng để mà cải thiện qua mỗi lần làm clip về sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.